nam cô nhìn cô cũng cũng phụ kim nè, khách hàng thôi đó, khách hàng thôi, nhưng mà rắn giống nè, hơi giống á cô, cái kiểu kiểu giống cùng tuổi, cùng tuổi thì cũng đâu có quá giống, có thấy giống kiểu kiểu cách nó giống nè. Tự nhiên đi lên với Hà Bảo Thanh nha. Mát không cô là 24 đó. Chị cái chồng đó hả? Đây là 24 đó. Mà là có tim. Rúng. Cho lỏng nha em, đừng gần nha. Em gần lại là nó đau á. Thank you.
Gồm đủ mồ hôi nhưng không nặng được luôn á. Xíu nữa chị cởi áo đó cho. Xíu nữa xong cái video đây em xong. Cởi ra là bật quạt lên cho em á. Cái em gồng như ri lắm, đổ mồ hôi á, bị trời cái tay á. Mất công mũi da em bị trời á. Chị bật cái quạt giùm chị. Bán nóng đổ mồ hôi á con. Không nóng á, đang nóng á. Anh ga lan quá. Anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng. Mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng cha. Ê nè, qua đây nè. Thôi chị,